Năm 2018 là một năm bùng nổ của các hiện tượng game đấu trường sinh tồn dạng Battle Royale với phát súng đầu tiên của PUBG vào tháng 3 năm ngoái đã làm rúng động cả thị trường game, tạo nên một cơn sốt đánh đổ mọi bảng xếp hạng. Không thể bỏ lỡ một trào lưu được coi là hái ra tiền này thì các hãng làm game đã nhanh chóng bắt tay vào công cuộc chạy đua nhau để tạo ra các sản phẩm dạng Battle Royale cạnh tranh từng miếng bánh của thị phần béo bở này trong mảng game sinh tồn. Kể cả đến những tựa game đã có chỗ đứng trên thị trường như là CSGO hay là Battlefield cũng phải xem xét nhanh chóng đưa chế độ sinh tồn này vào trong thiết kế mục chơi của mình nhằm kéo lại lượng người chơi đang nhanh chóng bị thu hút bởi các dạng game Battle Royale kia. Chính vì vậy mà hôm nay Phê Game chúng mình xin gửi đến với các bạn danh sách 10 game Battle Royale sinh tồn được Phê Game bọn mình rất yêu thích. Và biết đâu trong số những tựa game này sẽ có những game mà bạn vẫn chưa từng biết tới hoặc là chưa từng được chơi thử qua. Ok, không để mất nhiều thời gian nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi. Là một tựa game sinh tồn đã một thời gian ngắn làm mưa làm gió trên hệ máy PC sau khi được phát hành chính thức trên Steam, thu hút được một lượng lớn game thủ từ Việt Nam và các streamer nổi tiếng trên cộng đồng mạng. Sở hữu một phong cách đồ họa tương đối giống với tựa game đình đám Fortnite, nhưng Realm Royale lại mang đến cho người chơi một phong cách chơi và một chiến thuật hoàn toàn khác lạ khi xoay quanh các skill, kỹ năng của nhân vật. Ngoài ra thì game còn đưa vào hệ thống crafting chế đồ để làm đa dạng hơn lối chơi, buộc người chơi phải đi tìm, bảo vệ các điểm forge, nơi người chơi có thể đóng ra các sản phẩm thuộc giáp, máu, skill và vũ khí, cũng như là nâng cấp các trang bị của mình. Game bao gồm 5 lớp nhân vật gồm có Warrior, Mage, Hunter, Assassin và Engineer với kỹ năng riêng cho từng lớp, khiến cho người chơi phải đưa ra những chiến thuật cũng như là thu thập những item phù hợp, sử dụng chúng một cách khéo léo để có thể trở thành người sống sót cuối cùng. Ngoài ra thì trong Realm Royale, người chơi cũng không phải tính đến việc phải đi tìm xe để di chuyển vào trong vòng nhằm tránh phải chạy bộ hay là bị vòng bo đốt chết. Thú cưỡi trong game được tích hợp ngay là một vật phẩm skill nội tại trong chính mỗi nhân vật nhằm tăng tốc độ di chuyển cũng như là nhịp độ trận đấu. Sau khi bị bắn chết thì người chơi sẽ ngay lập tức hóa thành một con gà, và điều này có nghĩa là bạn vẫn chưa chết hoàn toàn, mà trong các tựa game khác có thể gọi là bắn gục hay là knock. Chỉ cần phải làm gà trong một khoảng thời gian quy định ở trong game thì người chơi sẽ biến lại thành nhân vật để có thể tiếp tục tham chiến. Realm Royale hiện đã được phát hành trên PC và PS4. Nếu các bạn là fan của Fortnite và muốn một cái trải nghiệm gì đó khác lạ hơn thì có thể thử qua Realm Royale nhé. Call of Duty Black Ops 4, một tựa game nổi tiếng của Studio Infinity Ward, bắt đầu tham gia vào chiến trường sinh tử từ ngày 12 tháng 10 năm 2018. Khi mà giờ đây người chơi Call of Duty chẳng còn mấy mặn mà với các màn chơi zombie hay là cốt truyện ở trong game, thì chế độ multiplayer được nhà phát triển tung ra với cái tên là Blackout sẽ là một lựa chọn hoàn hảo. Blackout cung cấp cho người chơi một đấu trường kết hợp, ở trong đó thì người chơi sẽ không chỉ phải đối đầu với nhau để sinh tồn mà còn phải chiến đấu chống lại cả một đàn zombie đang trực chờ để nuốt sống họ, làm tăng thêm mối đe dọa trong quá trình chơi. Để hỗ trợ việc di chuyển trong quá trình chơi thì người chơi sẽ có quyền sử dụng các phương tiện như là ATVs, bè bơm hơi hay thậm chí là máy bay trực thăng. Cùng với đó là bản đồ sẽ có thêm các chi tiết của bản Black Ops phổ biến để người chơi có thể khám phá. Nếu các bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm đấu trường sinh tử có gì đó khác lạ so với PUBG hay Fortnite thì có thể thử qua Blackout nhé. H1G1 là tựa game đi đầu trong phong trào Battle Royale và có thể coi như là cha đẻ của tựa game PUBG, và cũng chính nhờ tựa game này đã làm nổi bật lên danh tiếng của các streamer nổi tiếng. Lấy bối cảnh trong thời kỳ tương lai đen tối của loài người, một loại virus có tên là H1G1 đã khiến nhân loại bị diệt vong, và những người may mắn còn sống sót buộc phải chiến đấu với chính đồng loại của mình để có cơ hội tồn tại. Thời điểm người chơi bước vào thế giới ảo là khoảng 15 năm sau khi đại dịch bùng phát. Và để có thể sống sót thì bạn sẽ cần tìm kiếm nguồn thức ăn và nước uống ít ỏi còn sót lại và cả nơi trú chân qua ngày. Tất nhiên là không thể thiếu được cả vũ khí để có thể chống lại bọn thây ma di động. Cơ chế chiến đấu trong H1Z1 là đi theo hướng bắn súng góc nhìn thứ 3. Nhưng điều đáng chú ý là game có phong cách tả thực, thế nên thay vì các vũ khí có sức công phá khủng khiếp hay là các nhân vật có khả năng siêu nhiên thì H1Z1 lại giới thiệu đến với game thủ phong cách bắn súng tương đối giống đời thực. Các loại vũ khí trong H1Z1 có sát thương tương đối thấp và đơn giản là các loại súng trường, súng tiểu liên hay shotgun. Và chỉ cần một vài viên đạn nhắm bắn trúng mục tiêu thì người chơi sẽ có thể dễ dàng hạ ngục được kẻ địch. Tuy nhiên thì sau một thời gian hoạt động, phiên bản mới toanh của H1Z1 mang cái tên là H1Z1 King of the Kill đã chính thức được ra mắt. Từ một tựa game online sinh tồn, H1Z1 King of the Kill đã trở thành tựa game bắn súng đối kháng thế giới mở với đầy đủ những chi tiết chẳng khác gì một tựa game bom tấn ở thời đại GTA hay là Stalker, với những khu vực cực kỳ nguy hiểm vì virus vẫn còn tồn tại. Nếu bạn đã cảm thấy quá nhàm chán cho việc phải nhặt súng và bắn súng đơn thuần trong các tựa game sinh tồn thì Spellbreak là một sự lựa chọn thích hợp để đổi gió. Sử dụng một engine đồ họa mang phong cách hoạt hình, Spellbreak được biết đến như một tựa game sinh tồn Battle Royale được nhà sản xuất Proletariat Games phát triển.
Spellbreak được xây dựng trong một thế giới phép thuật giả tưởng với nhiệm vụ tương tự như các tựa game Battle Royale khác. Người chiến thắng sẽ là người sống sót cuối cùng. Tuy nhiên thì thay vì sử dụng súng đạn thì những thứ mà bạn nhặt được trên đường đi sẽ là những bí kíp phép thuật. Lối chơi chính trong tựa game này là chiến đấu với nhau, sử dụng các loại phép thuật với các nguyên tố khắc chế lẫn nhau, từ đó tạo nên những trận chiến phép thuật vô cùng hoành tráng. Người chơi có thể sử dụng phép thuật bằng cách thu thập các găng tay dành cho các lớp nhân vật mà mình điều khiển. Giống với các tựa game khác thì các loại găng tay sẽ được sử dụng cho từng loại nhân vật khác nhau. Game cũng thể hiện sự đa dạng của mình khi có đến 11 lớp nhân vật với các loại sát thương và kỹ năng khác biệt, bao gồm lửa, băng, sét, đá, gió và độc. Ngoài ra thì người chơi cũng có thể kết hợp các yếu tố này lại với nhau để làm tăng thêm sát thương gây ra. Ví dụ như kết hợp một đám mây độc với một ngọn lửa có thể tạo thành một quả bom độc có khả năng thiêu rụi kẻ địch. Bắt đầu từ một tựa game solo skill đơn thuần thì Battle Royale phục vụ một lượng người chơi không hề nhỏ khi game yêu cầu sự khéo léo từ người chơi. Sử dụng các kỹ năng QWE kèm theo Ultimate tùy theo lớp nhân vật mà người chơi điều khiển để có thể tiêu diệt được đối phương trước khi vòng bò quay vào bên trong, đốt máu cả hai bên. Battle Royale là một tựa game khá thú vị, nhưng nó lại không thể bắt người chơi có thể gắn bó được trong một thời gian dài nếu như nó không thực sự có được sự chuyển mình trong thời buổi các game chiến trường sinh tồn đang nắm phần lớn thị phần game online trên thế giới. Chuyển mình trong cách chơi đồng nghĩa với việc Battle Royale phải thay đổi lối chơi của mình một cách khoa học hơn, vừa để không làm mất bản sắc của game, vừa phải để thu hút thêm người chơi mới. Và thế là Battle Royale đã được cho ra mắt sau một khoảng thời gian chờ đợi. 20 người chơi sẽ được gửi đến một hòn đảo có kích cỡ gấp 30 lần bản đồ chuẩn trong chế độ đấu trường của Battle Royale. Bạn cũng có thể chọn đấu solo, đấu party hoặc kiếm thêm một đồng đội bất kỳ bằng cách chọn đấu đôi rồi ấn nút bắt đầu trò chơi. Lưu ý rằng góc camera vẫn sẽ là nhìn từ trên xuống ở chế độ đấu trường tiêu chuẩn, chứ không phải là loại góc nhìn thứ ba phía sau lưng nhân vật như là PUBG hay là Fortnite. Với Battle Royale, người chơi sẽ được lựa chọn tướng trong 27 loại heroes khác nhau được nhà phát hành cung cấp, được chia ra làm các vai trò rõ rệt, bao gồm Ranger, chiến đấu tầm xa, melee cận chiến và support hỗ trợ. Đại diện của Stanlock nói rằng chiến thắng trong một vài ván đấu sẽ phụ thuộc nhiều vào yếu tố như kỹ năng của người chơi, khả năng đọc rõ từng bản đồ, ứng biến trong từng tình huống và một chút may mắn nữa. Battle Royale là một tựa game free to play, tuy vậy thì nó vẫn còn khá lạ lẫm đối với game thủ Việt. Theo đó thì lối chơi của game vẫn tuân thủ theo lối đánh truyền thống của một tựa game MOBA thường thấy, nhưng được cách điệu lại để có thể phù hợp hơn với chế độ đấu võ đài của một tựa game online thông thường. Lối chơi của Battle Royale dường như sẽ không tập trung vào việc dàn xếp chiến thuật hay công phá nhà trụ, mà sẽ tập trung vào những pha giao tranh đối kháng nảy lửa giữa những người chơi với nhau. Điểm nhấn trong Battle Royale chính là tốc độ chóng mặt của các pha giao tranh. Không farm creep, không farm rừng, không mua sắm và không có sự hỗ trợ từ creeps hay nhà trụ. Tất cả những gì bạn phải làm là lao vào và hạ ngục kẻ địch. Không phải là tựa game đi đầu trong phong cách Battle Royale, nhưng mà PUBG thực sự đã gây dựng nên một tượng đài mà mọi nhà làm game hay nhà phát triển game đều mong muốn đứa con của mình có thể đạt được thành công vang dội đến như vậy. Với phong cách đem đến cho người chơi một cảm giác tả thực, cách chơi của PUBG được chăm chút đến từng tiếng súng, từng cách đáp dù, treo tường hay ẩn nấp trong các bụi cây để tránh đối mặt với kẻ địch cho cảm giác thật nhất có thể. Các loại vật phẩm trong game cũng được sắp xếp một cách khá hợp lý để người chơi có thể chiến đấu ngay khi vừa đáp dù xuống. PUBG dù sở hữu một lượng người chơi thuộc hàng top tại Việt Nam, nhưng chính tựa game này cũng gặp phải vô số những vấn đề như là hack, cheat, tối ưu game kém khiến không ít game thủ phải quay đầu ngán ngẩm bỏ đi mặc dù đã bỏ tiền ra mua game, trong đó có bọn mình. Nhà phát triển game Bluehole cũng đã có những động thái nỗ lực để cứu lại tựa game của họ bằng vô số các giải đấu cùng với phần thưởng hấp dẫn được tổ chức để thu hút một lượng game thủ trẻ quay trở lại với PUBG. Một tựa game đang làm mưa làm gió trên thị trường game Battle Royale không chỉ ở Việt Nam mà còn ở trên toàn thế giới. Apex Legends là một tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất được EA phát hành trên Origins. Cách mà nó được ra mắt cũng như là phản ứng của người chơi trước tựa game này là vô cùng giống nhau, đó là bất ngờ. Không có bất cứ thông báo trước nào được đưa ra, Apex Legends và một ngày đẹp trời đùng một phát được tung ra, và cũng thật ngạc nhiên khi biết được nó đã xô đổ mọi kỷ lục trước đó của những người tiền nhiệm về số lượng người chơi hiện tại. Game có phần đồ họa khá ấn tượng khi được kế thừa lại nền đồ họa từ Titanfall 2. Lối chơi thì đa dạng và cuốn hút những người muốn trải nghiệm bắn súng tốc độ cao với nhiều lớp nhân vật, các trang bị vũ khí thú vị và được cập nhật liên tục. Các lỗi game và tình trạng hack cheat tuy vẫn diễn ra nhưng nhà phát hành vẫn đang rất cố gắng để có thể giải quyết được tình trạng này. Nếu bạn đang muốn trải nghiệm một tựa game bắn súng Battle Royale với tốc độ cao và rất có tiềm năng để trở thành eSports trong tương lai, thì mình cho rằng Apex Legends là một tựa game mà bạn không thể bỏ lỡ. Cease all hostile engagement and prepare for Battle Royale match transport in 5, 4, 3, 2, 1.
Một tựa game online vô cùng hấp dẫn mang cái tên là Islands of Nine đã được giới thiệu trên thị trường và ngay lập tức khiến game thủ trên toàn thế giới phải mê mẩn. Trò chơi vẫn đi theo phong cách Battle Royale vốn đã rất phổ biến hiện nay, nhưng có bối cảnh tương lai xa, đem đến một cảm giác như đang chơi một tựa game PUBG ở thời siêu hiện đại vậy. Islands of Nine được phát triển trong suốt 3 năm trời với định hướng trở thành một tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất đơn thuần, nhưng sau đó được xoay sang thể loại Battle Royale cho đúng phong cách thời thượng. Chính những yếu tố sci-fi đã tạo nên những điểm đặc trưng của trò chơi này, từ những màn bắn súng cho tới di chuyển, bay lượn hay nhào lộn đầy thú vị. Hiện tại thì tựa game hứa hẹn sẽ đem đến những cảm giác đối mặt giữa game thủ kịch tính hơn rất nhiều so với PUBG hay bất cứ tựa game nào khác như là Fortnite hay là Rules of Survival, bởi vì tính đấu súng nhanh và căng thẳng tới khốc liệt. Dot.io là một dòng game mã nguồn mở dành cho mọi người có thể thỏa sức sáng tạo. Chỉ với định dạng 2D, nhưng các dòng game Dot.io không hề mất đi sức hút của nó. Vẫn với motif sinh tồn và trở thành kẻ cuối cùng còn sống sót trên bản đồ, Survive.io đẩy người chơi vào một chiến trường mà ở đó các chiến binh 2D chiến đấu với nhau để có thể chiếm lấy vị trí số 1. Vũ khí và giáp sẽ được giấu ở khắp mọi nơi trên bản đồ, và không còn sự ẩn nấp nên những người chơi sẽ phải liên tục giáp mặt với nhau ở trong game. Dù không gây được thiện cảm về mặt hình ảnh, nhưng thật sự Survive.io là một tựa game rất thú vị để có thể giải trí nhanh với bạn bè. Và đứng đầu trong danh sách top game Battle Royale mà bọn mình yêu thích chắc chắn sẽ là tựa game Tetris 99. Trong bối cảnh mà Battle Royale hiện giờ đang là một xu hướng mới của các nhà làm game, thì những tựa game cũ như Tetris cũng không thể nào đứng ngoài cuộc chơi. Ngỡ tưởng như đây là một trò đùa khi kết hợp hai cái thể loại không liên quan gì đến nhau, nhưng Tetris 99 lại tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng game thủ trên toàn thế giới, chứng tỏ một điều về niềm tin cũng như sự đam mê mãnh liệt của người chơi đối với tựa game huyền thoại Tetris này. Tuy là một tựa game miễn phí, nhưng số lượng người được tiếp cận tới Tetris 99 ở Việt Nam chỉ giới hạn ở những người có sở hữu máy Nintendo Switch và có đăng ký gói online của hãng. Tuy nhiên, không phải vì thế mà bạn sẽ mất nhiều thời gian để có thể vào ngay được màn chơi. Với cá nhân mình thì mỗi lần mở Tetris 99 lên là game chỉ mất một vài giây để có thể tạo ngay được một màn đấu với 98 người chơi khác trên toàn thế giới. Với lối chơi xếp hình cổ điển kết hợp với phong cách Battle Royale thời thượng, Tetris 99 đưa 99 người chơi vào một sàn đấu phẳng. Tại đây thì người chơi sẽ so tài với nhau bằng tốc độ ăn những khối gạch để có thể tìm ra người cuối cùng sống sót. Ngoài việc tập trung vào xếp hình thì người chơi sẽ có thể lựa chọn các đối tượng sẽ bị tấn công sau mỗi lần hoàn thành một hàng gạch. Và nếu đang bị tấn công thì góc bên trái màn hình gameplay sẽ hiện ra thông báo cho người chơi biết rằng số tầng gạch mà bạn sắp sửa phải đón nhận. Và nhiệm vụ của người chơi bị tấn công sẽ là cố gắng liên tiếp để đạt được combo nhằm ngăn chặn việc bị ăn gạch từ đối phương. Nếu bạn là một người yêu thích phong cách xếp hình cổ điển của Tetris và đang sở hữu cho mình một máy Nintendo Switch thì hãy truy cập ngay vào eShop để có thể tải thử và trải nghiệm tựa game thú vị này nhé. Và vừa rồi là danh sách 10 tựa game Battle Royale mà chúng mình yêu thích nhất. Và đó là chỉ đối với cá nhân bọn mình thôi, còn các bạn thì sao? Các bạn yêu thích tựa game Battle Royale nào nhất? Hãy cùng chia sẻ bên dưới phần bình luận nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu thấy hay xin đừng quên like, share và subscribe kênh của bọn mình. Mình là Trường và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Bye!